Xin chào tất cả các bạn, mình là Thu Hường đến từ trường dạy nghề Thanh Xuân. Điện dân dụng là một trong những ngành nghề nó không còn mới, nhưng được rất nhiều người lựa chọn để theo học. Và học nghề sửa chữa điện dân dụng sẽ được học những gì? Ngày hôm nay xin mời tất cả các bạn hãy cùng chị Hường theo dõi hết video lần này nhé. Thì chị Hường đang có mặt tại lớp sửa chữa điện dân dụng tại trường dạy nghề Thanh Xuân. Và học nghề sửa chữa điện dân dụng sẽ được học những gì thì chúng ta sẽ gặp gỡ và giao lưu cùng với lại các bạn học viên đang theo học khoa sửa chữa điện dân dụng tại trường dạy nghề Thanh Xuân. Xem mọi người đang theo học ở đây thì điện dân dụng thì bao gồm những môn nào nhá. Em chào anh ạ. Anh ơi, anh có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không anh? Nguyễn Đắc Hợp. Năm nay anh bao nhiêu tuổi ạ? Năm nay anh 48 rồi. Vâng, anh đến từ đâu ạ? Đến từ Từ Sơn, Bắc Ninh. Vâng ạ. Anh đã theo học nghề sửa chữa điện dân dụng này lâu chưa ạ? Được 3 tháng rồi. Anh ơi, hiện nay thì đang có rất là nhiều người muốn theo học cái nghề sửa chữa điện dân dụng. Và không biết là học nghề sửa chữa điện dân dụng thì sẽ được học những gì. Và anh đã tìm hiểu về nghề sửa chữa điện dân dụng và hiện nay cũng đang là học viên của trường dạy nghề Thanh Xuân, là học khoa sửa chữa điện dân dụng. Thì anh có thể chia sẻ với mọi người là học sửa chữa điện dân dụng sẽ được học những gì không ạ? Học motor, quạt, rồi nồi cơm, vân vân và vân vân. Anh thật là vui tính. Anh cho em hỏi một chút là năm nay anh 48 tuổi đúng không ạ? Năm nay 48 hay bao nhiêu anh nhỉ? 48. Vâng, năm nay anh 48 tuổi, anh đi học nghề sửa chữa điện dân dụng thì chắc chắn là trước khi mà anh đi học nghề sửa chữa điện dân dụng là anh đã làm cái nghề gì đó rồi đúng không ạ? Anh làm xây dựng. À, anh làm xây dựng ạ. Ừ. Tại sao anh không đi học sớm hơn mà đến 48 tuổi bắt đầu mới nghĩ đến là đi học sửa chữa điện dân dụng? Thầy bói bảo bây giờ mới đến. Vâng. Và vậy thì khi mà học nghề sửa chữa điện dân dụng này xong ra thì anh mong muốn sẽ như thế nào? Thì anh cũng chỉ có làm ở nhà thôi. À, có nghĩa là khi mà anh học xong thì ra anh sẽ về anh tự mở cửa hàng ở nhà. Có nghĩa là sẽ túc tắc sửa chữa trước tiên là đồ của gia đình đã. Sau đó thì sẽ sửa cho bà con lối xóm. Đúng rồi. Đúng không ạ? Vâng. Rất là tuyệt vời luôn ạ. Và khi mà anh đã theo học nghề sửa chữa điện dân dụng tại trường dạy nghề Thanh Xuân và theo học tại đây 3 tháng rồi thì anh cảm nhận như thế nào về cái chương trình đào tạo ạ? Nói chung là tốt. Dạ. Vâng. Ở đây được thực hành nhiều. Dạ. Vâng. Và anh đang làm tiết mục gì đấy ạ? Em thấy anh cứ quấn lại tháo ra lại tháo vào, quấn cái gì đấy ạ? Anh đang quấn quạt. À, anh đang quấn quạt đấy ạ. Vâng. Và em cảm ơn những cái chia sẻ rất là tuyệt vời của anh và em chúc cho anh có nhiều sức khỏe và thành công trên con đường anh đang đi nhé. Vâng ạ. Và vừa rồi thì chúng ta đã gặp gỡ và giao lưu cùng với lại anh Hợp là 48 tuổi đến từ quê hương Bắc Ninh. Thì bây giờ chúng ta sẽ lại gặp gỡ một bạn trẻ hơn, một bạn năng động hơn, trẻ hơn. Thì bạn vừa với tốt nghiệp cấp 3 xong và bạn đã lựa chọn là đi học nghề. Thì chúng ta sẽ hỏi bạn một chút nhé. Em ơi, cho chị hỏi một chút, em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không? Em tên là Hải, em đến từ Hà Nam ạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Năm nay em 18 ạ. Và em 18 tuổi có nghĩa là em 2005. Vâng. Em vừa mới tốt nghiệp cấp 3 xong đúng không? Vâng ạ. Đó. Và vì chị nhớ em là em là một trong những người mà đầu tiên của khóa 2005 vừa mới tốt nghiệp cấp 3 xong mà không đi học đại học mà đi học nghề. Em cho chị hỏi một chút là vì sao em lại lựa chọn học nghề sửa chữa điện dân dụng? Vì em muốn tìm một con đường riêng cho bản thân và em muốn tìm thấy đam mê và sở thích của mình ạ. Tại sao nhiều bạn bằng trang lứa của em mà các bạn lựa chọn đi học đại học mà trong khi đó em có rất là nhiều các cơ hội ở đằng trước? Nếu đi học đại học thì em có nhiều cái cơ hội hơn, cơ hội để thăng tiến hơn, mà không lựa chọn lại đi học nghề sửa chữa điện dân dụng, mà trong khi đó nghề sửa chữa điện dân dụng thì có thể là phù hợp với lại những anh như là anh Hợp vừa nãy, 48 tuổi anh đi học mà trong khi đó mình thì có 18 tuổi cũng lựa chọn đi học sửa chữa điện dân dụng. Vì sao? Em nghĩ là đối với ngành này thì nó không phân biệt lứa tuổi và em thấy em nó phù hợp với bản thân em chọn. Và khi mà em theo học nghề sửa chữa điện dân dụng thì em sẽ được học những gì? Ở đây em được học sửa chữa các loại đồ điện gia dụng như nồi cơm, bếp từ, quạt điện và máy quạt nước. Vậy thì cái ước mơ của em là sau khi mà em học xong nghề sửa chữa điện dân dụng tại trường dạy nghề Thanh Xuân, em sẽ làm về, em sẽ mở cửa hàng hay em sẽ đi làm cho các cửa hàng? Em muốn làm chủ và em sẽ mở một cửa hàng cho riêng bản thân mình ạ.
À, rồi, chị cảm ơn em rất là nhiều. Và hiện nay thì đang cũng có rất là nhiều các bạn trẻ không lựa chọn đi học đại học mà lựa chọn đi học nghề giống như em. Vì quan điểm của các bạn là đại học bây giờ không phải là cánh cửa duy nhất để dẫn đến thành công. Nhà chúng ta có rất nhiều cửa đúng không ạ? Và không đi cửa này thì chúng ta sẽ đi cửa khác. Nên là mỗi một người sẽ có một cái quyết định cho riêng mình. Và bạn Hải cũng là một trong những người mà rất là sáng suốt khi không lựa chọn học đại học mà bạn lựa chọn đi học nghề, sửa chữa điện gia dụng theo đúng cái sở trường, sở thích và đam mê của bạn. Và rất là nhiều các bạn đang quan tâm đến cái ngành nghề sửa chữa điện gia dụng thì mà cũng có quan tâm nhưng mà không biết là cái nghề sửa chữa điện gia dụng này nó có tiềm năng ví dụ như là về cái thu nhập đấy có cao hay không, và các bạn đang rất là băn khoăn. Nên là ngày hôm nay chị làm một cái video này và chị cũng muốn hỏi em là những cái học nghề sửa chữa điện gia dụng được học những gì, và em cũng chia sẻ rất là chân thành, tuyệt vời. Cảm ơn em, chúc em có nhiều sức khỏe và học tập tốt nhé. Và trong quá trình mà học tập tại trường dạy nghề Thanh Xuân có cái vấn đề gì hoặc là sau khi ra trường mà cần về Việt Nam thì em cũng cứ liên hệ với phòng đào tạo trường dạy nghề Thanh Xuân sẽ hỗ trợ cho em nhé. Cảm ơn em rất là nhiều. Các bạn thấy không ạ? Và tình cờ thì chị Hường đã lên với lớp sửa chữa điện dân dụng tại trường dạy nghề Thanh Xuân, nhưng các bạn học viên của trường dạy nghề Thanh Xuân thì đa dạng lứa tuổi, đa dạng ở vùng miền, mỗi một người đến từ một tỉnh thành khác nhau. Nhưng mà đến đây thì chúng ta đều có chung một cái suy nghĩ, cùng chung một cái quyết định, đó là đam mê về nghề sửa chữa điện dân dụng. Với nghề sửa chữa điện dân dụng thì nó không còn là một cái ngành nghề mới, nhưng mà nó không bao giờ là lo thất nghiệp, bởi vì với các cái thiết bị như là sửa chữa về các đồ điện trong gia đình như là nồi cơm điện, bàn là máy bơm, quạt điện, lò vi sóng, bình nóng lạnh, máy hút ẩm, bếp từ, hay là các dòng máy như máy khoan, máy cắt, máy mài, hay các thiết bị điện chiếu sáng trong gia đình thì nó không những phổ biến ở các thành phố lớn mà còn phổ biến ở các vùng nông thôn nữa. Nên là ở đâu thì cũng cần phải sử dụng các cái thiết bị này. Nên học nghề sửa chữa điện dân dụng của chúng ta sẽ không bao giờ lo thất nghiệp các bạn nhé. Chúng ta vừa rồi được gặp gỡ và giao lưu cùng với lại các bạn học viên tại trường dạy nghề Thanh Xuân rồi, thì chúng ta sẽ lại gặp gỡ và giao lưu cùng với giảng viên Lê Mạnh Đức, đang phụ trách khoa sửa chữa điện dân dụng tại trường dạy nghề Thanh Xuân. Chúng ta sẽ gặp gỡ và trao đổi cùng với thầy xem cụ thể học nghề sửa chữa điện dân dụng sẽ được học những gì. Vâng, và hiện tại thì chị Hường đang đứng cạnh thầy Lê Mạnh Đức, hiện đang là giảng viên của trường dạy nghề Thanh Xuân. Chúng ta sẽ giao lưu và trò chuyện cùng thầy. Em chào thầy ạ. Thầy ơi, hiện nay thì đang có rất nhiều người đang quan tâm đến ngành nghề sửa chữa điện dân dụng. Như em đã nói là điện dân dụng là một trong ngành nghề nó không còn là mới mà không còn xa lạ gì đối với tất cả mọi người nữa. Nhưng mà để mà làm được ngành nghề này thì chúng ta phải cần được đào tạo và được học hỏi đúng không ạ? Và hiện nay thì đang có rất nhiều các cơ sở có thể đào tạo được ngành nghề này. Nhưng mà đào tạo làm như thế nào để có thể thành nghề và ra hành nghề được thì đó là một cái vấn đề mà rất là nhiều các học viên phải trăn trở và cần phải là tìm hiểu. Thì ngày hôm nay thì có rất nhiều các bạn đã đặt ra các câu hỏi và gửi gắm tới thầy là muốn là đi học nghề sửa chữa điện dân dụng, nhưng mà không biết là học nghề sửa chữa điện dân dụng ở đâu này, học nghề sửa chữa điện dân dụng có khó không này, và cái câu mấu chốt là đó là học nghề sửa chữa điện dân dụng sẽ được học những gì, thì thầy có thể chia sẻ cho tất cả mọi người được biết được không ạ? Xin mời thầy ạ. Thì cái nghề điện dân dụng là cái nghề mà nó thực tế nhất ở trong cái dân dụng của chúng ta. Đấy, ví dụ như là sửa chữa thì cuốn các loại động cơ một điện một pha này, động cơ điện ba pha này, rồi sửa chữa các ví dụ như các thiết bị trong gia đình như là nồi cơm này, rồi nồi chiên không dầu này, đấy, rồi máy biến áp này, đấy, các máy khoan, máy mài, máy cầm tay, đấy, bếp từ, đấy, rồi hay tất cả những cái gọi là thiết bị trong quạt điều khiển từ xa, quạt bàn, quạt kê, quạt nước chẳng hạn, thì đấy là những cái những thiết bị mà nghĩa là sau này các bạn được điện dân dụng có được học. Nói tóm lại là tất cả các thiết bị đồ điện trong gia đình là nghĩa là chúng ta sẽ được học nhá. Dạ vâng. Và khi mà để đi học được nghề sửa chữa điện dân dụng như thế này thì có kén chọn người học không thầy? Thì đối với cái trình độ để coi như là chúng ta học về gọi là điện dân dụng thì không cần phải coi như có trình độ cao. Đấy. Thế thì nghĩa là chỉ cần những cái bạn nào mà nghĩa là thì người ta học hết lớp 7, lớp 8 cũng được, có thể là theo học được. Đấy, bởi vì theo cái chương trình học thì ta có thể học theo chuyên nghề chẳng hạn, dạ, học theo có thể giảng dạy chẳng hạn. Đấy. Dạ. Nhưng bạn nào yếu kém quá thì ta có thể học dài thêm một chút ra. Dạ. Và học ở đây là chúng ta chỉ cần đam mê yêu nghề là chúng ta sẽ thành công với nghề đúng không? Đã gọi là đi học thì cần phải có sự đam mê và yêu nghề thì mới thành công được. Dạ vâng. Và hết thời gian nếu như 4 tháng, 6 tháng mà chưa hiểu thì được học lại miễn phí những phần chưa hiểu đúng không ạ? Đúng rồi. Và ra trường thì sao ạ? Ra trường thì cũng nghĩa là có thể giới thiệu cho các bạn ấy, bởi vì rất là nhiều chỗ người ta nhận. Và những cái ngành nghề này thì nó rất là đa dạng đúng không ạ? Và chúng ta để mà mở được một cái cửa hàng nghề sửa chữa điện dân dụng này thì có phải cần nhiều chi phí không thầy? Thì đối với cái cửa hàng để mà chẳng hạn nếu chúng ta chỉ mà sửa chữa thì rất là đơn giản. Đấy, cái chẳng hạn như đầu tư vốn thì có thể là nghĩa là nó cần nhỏ thôi. Là các bạn có thể là mở được bao nhiêu cửa hiệu. Và có một cái câu hỏi nó cũng rất là hay thầy ạ. Đó là các bạn sẽ nói là thầy ơi, chị ơi, em muốn đi học nghề sửa chữa điện lạnh, điện dân dụng. Thế vậy thì em hỏi là bây giờ ví dụ như các bạn đang muốn học cả điện lạnh và điện dân dụng nhưng mà các bạn lại không có nhiều thời gian, không có nhiều chi phí và các bạn muốn đi học nghề sửa chữa điện dân dụng, vậy thì điện dân dụng này sau này ra có làm được điện lạnh không thầy? Thì chẳng hạn như là
Tóm lại là tất cả các ngành điện thì nó có một cái sự gắn kết liền với nhau. Nếu chẳng hạn như các bạn nào mà học tốt về điện gia dụng rồi thì chỉ cần sang điện lạnh một chút nữa, chỉ khó tìm hiểu một chút nữa thì có khả năng các bạn vẫn sửa chữa được bên điện lạnh. Dạ. Vậy thì các bạn học điện lạnh thì có sang sửa điện gia dụng được không ạ? Thì sang sửa điện lạnh thì đang một cái môi trường nó khác, thì sang sửa điện gia dụng sẽ lắt nhắt hơn. Đấy. Dạ. Bởi vì thực ra thì sửa một cái quạt thì hai cái motor nó đi chi tiết sâu hơn vào trong. Còn sửa cái chẳng hạn như bên điện lạnh thì người ta thường là thay thế là nhiều. Đấy, cho nên là khi sang từ một cái tổng thể mà sang một cái chi tiết nhỏ thì người ta sẽ làm khó hơn. Còn từ điện dân dụng mà sang điện lạnh thì cảm giác người ta sẽ tìm hiểu thêm một thời gian nữa, ngắn nữa là người ta có thể làm được. Và qua cái chia sẻ của anh Hợp, qua chia sẻ của bạn Hải và qua chia sẻ của thầy Lê Mạnh Đức thì chúng ta phần nào hiểu là học nghề sửa chữa điện dân dụng sẽ được học những gì rồi, đúng không ạ? Và nếu như ấy, mà bạn nào mà quan tâm đến nghề sửa chữa điện dân dụng và cần được tư vấn về định hướng nghề sửa chữa điện dân dụng và muốn sau này học xong mở được cửa hàng sửa chữa điện dân dụng, cấp chị em, các anh em hãy liên hệ cùng với chị Hường, trường dạy nghề Thanh Xuân theo số hotline 0961677445 và website thì dạynghethanhxuan.org. Và tất cả mọi người lưu ý là để mà học thành nghề và tìm được những cái địa chỉ uy tín thì chỉ có địa chỉ duy nhất tại số 83 phố Triều Quốc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội các bạn nhé. Và chị Thu Hường, trường dạy nghề Thanh Xuân, và thầy Lê Mạnh Đức, giảng viên trường dạy nghề Thanh Xuân, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video lần sau. Nếu ai thấy kênh video này hay thì các mọi người hãy chia sẻ và ủng hộ trường dạy nghề Thanh Xuân bằng cách là chia sẻ và đăng ký các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video lần này của trường dạy nghề Thanh Xuân, và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.